Xin chào tất cả các bạn. Dạo gần đây thì trên thế giới có một cái trào lưu, đó chính là đá nắp chai. Và rất nhiều ngôi sao võ thuật trên thế giới đã thực hiện rồi. Và tất cả anh em nghệ sĩ hầu như cũng đã thực hiện rồi. Và ngày hôm nay, sau một thời gian tu luyện võ thuật ở núi Bà Đen, thì hôm nay Khoa sẽ thực hiện thử thách đá nắp, nhưng mà không đá nắp chai, Khoa sẽ đá nắp khác. Bước vào cây xăng, thực hiện thử thách đá nắp xăng rồi đổ xăng đầy bình đi nào.